Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa Quốc hội, góp ý vào tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chương trình xây dựng pháp luật sửa đổi năm 2023 và chương trình năm 2024, tôi xin phát biểu hai ý kiến sau đây. Thứ nhất, lập pháp là một trong những chức năng cơ bản và quan trọng của Quốc hội được hiến định. Trong nhiều khóa Quốc hội, nhất là các khóa gần đây, Quốc hội đã dành nhiều thời gian và công sức để tổ chức thực hiện trách nhiệm và quyền lập pháp này. Và chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu tiến bộ. Hệ thống pháp luật của chúng ta ngày càng được bổ sung, hoàn thiện, đáp ứng đòi hỏi, yêu cầu quản lý xã hội và phát triển đất nước. Đó là những đóng góp và ưu điểm to lớn đã được báo cáo đánh giá của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thể hiện khá rõ nét. Tuy nhiên, những hạn chế bất cập trong việc thực hiện, việc lập pháp, thực hiện chương trình xây dựng pháp luật đã được nhiều đại biểu Quốc hội phát biểu trước. Phương châm chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và của đồng chí Chủ tịch Quốc hội là phải chủ động từ sớm từ xa, nhưng trong thực tế đang còn rất nhiều bất cập. Việc thay đổi, bổ sung, điều chỉnh, đưa vào, rút ra còn nhiều so với chương trình chính thức thì số lượng này có lúc còn cao hơn, như đại biểu Phạm Trọng Nghĩa đã phân tích. Việc này diễn ra nhiều năm và khá phổ biến. Vì sao vậy? Phải chăng ngoài yếu tố dự báo chưa cao, yêu cầu thực tiễn cuộc sống đòi hỏi phải có những điều chỉnh bổ sung, thì có phải là do kỷ luật, kỷ cương không được thực hiện một cách nghiêm túc? Còn tình trạng nệ nang, tùy tiện không? Việc một số dự án luật chuẩn bị gửi đến đại biểu Quốc hội còn thường rất chậm, không bảo đảm quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và quy chế hoạt động của Quốc hội, làm hạn chế rất lớn đến việc nghiên cứu tham gia của đại biểu Quốc hội và các đoàn đại biểu Quốc hội. Dường như câu chuyện làm luật của chúng ta vẫn có vấn đề gì đó còn cập rập, vội vàng và thiếu chắc chắn. Cùng với đó, tuổi thọ của các dự án luật ngày càng được trẻ hóa. Một số dự án luật mới ban hành 2 đến 3 năm lại đem ra để sửa đổi, bổ sung. Đó là những vấn đề biết rồi khổ lắm, nói mãi mà chưa có liệu pháp chữa trị một cách dứt khoát. Xem ra căn bệnh này ngày càng trầm kha. Đây là vấn đề mà đại biểu Quốc hội, cử tri và nhân dân quan tâm và yêu cầu phải được mổ xẻ và có giải pháp khắc phục dứt khoát, căn cơ, không né tránh, không nể nang. Thứ hai, trở lại 3 dự án luật đề nghị bổ sung vào kỳ họp thứ 5, thứ 6, thứ 7. Đó là luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, luật giao thông đường bộ được tách ra từ luật giao thông đường bộ. Có thể nói đây là các dự án luật mà Quốc hội khóa 14 đã thảo luận nhưng chưa đạt đến sự thống nhất bởi vì còn rất nhiều vấn đề còn băn khoăn. Dư luận xã hội còn có nhiều luồng ý kiến đa chiều về vấn đề này. Kỳ này, Chính phủ tiếp tục đề nghị Quốc hội khóa 15 xem xét. Vì vậy, tôi đề nghị Chính phủ, Quốc hội cần xem xét thấu đáo, lý giải rõ cơ sở, nhất là những điểm mới, những điểm khác so với trước đây. Trên cơ sở phải thực sự khoa học và thuyết phục, cả về cơ sở chính trị, cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn và nội hàm của các điều luật mới có sự đồng thuận cao ngay trong đại biểu Quốc hội và dư luận xã hội, cũng như sự ủng hộ đồng thuận của nhân dân. Về dự án luật lực lượng tham gia bảo đảm an ninh trật tự cơ sở, đây cũng là một dự án luật mới và cũng đã được thảo luận trong Quốc hội khóa 14, cũng có nhiều băn khoăn khác nhau. Và thực tế là chúng ta chưa có những đánh giá tác động đầy đủ thực tế. Như quan điểm của Ban Thường vụ Quốc hội trong báo cáo có nói là những vấn đề cấp bách đã chín, đã rõ, được thực tiễn chứng minh và có sự thống nhất cao thì mới xây dựng ban hành điều chỉnh để đảm bảo tính ổn định của hệ thống pháp luật. Những vấn đề tuy cấp bách cần thiết nhưng là vấn đề mới, chưa được kiểm nghiệm trong thực tiễn, chưa đạt được sự đồng thuận cao thì tiếp tục nghiên cứu làm rõ để đề xuất hoặc thực hiện thí điểm. Vì vậy, tôi cũng đề nghị Quốc hội cần cân nhắc có thể cho thực hiện thí điểm việc tổ chức lại lực lượng tham gia bảo đảm an ninh trật tự cơ sở trước. Sau đó chúng ta có đánh giá đầy đủ về tác động, lúc đó mới tính đến việc luật hóa nó thì sẽ bảo đảm chắc chắn hơn
và chín chắn hơn. Tôi xin hết ý kiến. Xin cảm ơn Quốc hội. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.